OK, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin chứng khoán hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán Gạch Ngang Chiến binh trên từng con sóng. Thì cũng chia sẻ với các anh chị là trong tuần trước thì do Hùng Lê có bận việc nên chính vì vậy nên là trong tuần trước thì Hùng Lê không ra được bản điểm tin hàng tuần. Thì thực sự là Hùng Lê cũng thấy rất là thiếu, bởi vì nó đã trở thành một cái thói quen hàng tuần. Tức là vào mỗi buổi tối thứ sáu thì Hùng Lê sẽ vào phòng thu để coi như là chúng ta cùng lít lại thị trường cũng như cùng điểm lại tất cả những cái thông tin của thị trường trong tuần vừa qua. Và đối với quý anh chị nhà đầu tư thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là rất nhiều những anh chị nhà đầu tư có chat với Hùng Lê, có hỏi Hùng Lê là trong tuần vừa rồi không thấy bản tin. Đó thì như thế là chúng ta đã tạo thành một cái thói quen mà Hùng Lê nghĩ rằng đó là một cái thói quen tốt, bởi vì rõ ràng một điều là thị trường chứng khoán thì luôn luôn vận động và chúng ta cần có những cái buổi như vậy để chúng ta lít lại thị trường. Để chúng ta lít lại thị trường cũng như phân tích một số các cái mã cổ phiếu mạnh, một số các cái mã cổ phiếu tốt ở trên thị trường. Thì đấy là mục tiêu của team. Và một điều cũng rất là vui, hiện tại thì ở trên kênh của chúng ta hiện tại đã có 1.941 anh chị em đăng ký kênh. Và tổng cái số lượng video mà Hùng Lê đã làm là hiện tại là đang ở video bản tin số 52 bản tin. Như vậy là một con số cũng khá là tương đối trong một quá trình chúng ta đồng hành phát triển. Và chắc chắn rằng trong team của Hùng Lê sắp tới Hùng Lê sẽ có thêm sẽ có như những cái lời hứa với anh chị là Hùng Lê sẽ có thêm rất nhiều những cái bản 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 tin và rất nhiều những cái chia sẻ về góc nhìn về các cái cách mà chúng ta phân tích thị trường, các cái cách mà ví dụ như là Hùng Lê chỉ nói đơn giản là ví dụ như các anh chị có thể đọc ở những cái sách rồi, ví dụ như Divat đúng không ạ, hoặc là ví dụ như Livermore hoặc vân vân và vân vân. Thế thì mỗi một nhân vật nổi tiếng đó họ đều có một cái phương pháp trending khác nhau. Thì thay vì việc là các anh chị sẽ phải đọc nhiều thì Hùng Lê đã nghiên cứu và sau đó thì Hùng Lê sẽ chuyển thể lên thành các cái video và Hùng Lê sẽ phân tích trực tiếp ở trên trên các cái mã cổ phiếu. Như thế thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ có những cái góc nhìn và có một cái cách học nó rất là dễ. Và song song với việc đó thì bên thêm một mảng nữa, đó là Hùng Lê biết rằng hiện tại các anh chị chúng ta cũng đang tham gia cái mảng FX, tức là Forex cũng rất là mạnh. Thì Hùng Lê cũng đang tập trung để nghiên cứu tất cả chuyển thể những cái kiến thức từ thị trường chứng khoán Việt Nam để mình có thể chuyển thể lên trên 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 mảng Forex. Thì hiện tại Hùng đang test thử hết tất cả các thông số kỹ thuật, kể cả là việc test thử các cái gọi là robot, tức là gọi là AI tự động đó. Thì Hùng đang hợp tác với cả một đơn vị nữa để cùng phát triển cái phần mềm đó, thì cũng mong rằng là chúng ta sẽ sớm được đồng hành ở trên một cái mảng là mảng về FX. Thì đây cũng là một cái mảng rất là hay. Và thêm một cái nữa Hùng muốn đề cập đến với quý anh chị nhà đầu tư đó là việc mà chúng ta khi mà chúng ta tham gia kênh, đăng ký kênh thì đó là một cái điều rất là tốt rồi, bởi vì hàng tuần thì gần như tất cả các cái mã cổ phiếu mạnh, các cái mã cổ phiếu có dòng tiền thì gần như Hùng đều phân tích ở trên trên Zoom. Thì các anh chị cố gắng, nếu như các anh chị chưa về đồng hành cùng team của Hùng Lê để tham gia nhóm hỗ trợ chuyên sâu thì các anh chị cố gắng là hàng tuần có thể chúng ta sẽ xem những cái bản tin đó, thì chúng ta lấy những cái thông tin ở trên bản tin để chúng ta tham khảo. Các anh chị lưu ý lấy những thông tin đó để chúng ta tham khảo, chúng ta có một góc nhìn sâu sắc hơn về thị trường, chứ không phải là chúng ta lấy những cái phân tích của ông Lê rằng cho rằng đấy là những phân tích rất là đúng, rất là chuẩn, luôn luôn đúng, luôn luôn chuẩn, không có cái việc đó anh chị nhé. Bởi vì quan điểm của Hùng Lê là Hùng Lê luôn 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 là một nhà đầu tư, và chính vì một nhà đầu tư nên là Hùng Lê không có nói thần nói thánh, không có nói như những anh chị làm nghề. Hùng xin lỗi những anh chị làm nghề một tí, bởi vì là Hùng luôn sống thật và bản thân thì chúng ta cũng nên thẳng thắn như thế thì chúng ta mới có một cái chặng đường phát triển lâu dài và một chặng đường phát triển bền vững. Tức là cái quan điểm Hùng đã chia sẻ từ rất lâu rồi, đó là trên thị trường chứng khoán thì chúng ta luôn có những cái ý đúng cũng như có những cái ý sai.
Và điều quan trọng nhất để chúng ta tồn tại ở trên đó là khi chúng ta đúng thì chúng ta sẽ làm gì và khi chúng ta sai thì chúng ta sẽ làm gì. Và một điều thì Hùng Lê cũng xin chia sẻ lại với các anh chị là hiện tại thì Hùng Lê cũng đang rất mong muốn các anh chị về đồng hành với team của Hùng Lê, bởi vì là hiện tại ở công ty chứng khoán VPS thì đang có những chính sách rất là tốt cho khách hàng. Thứ nhất, đấy là đối với bên cái mảng chứng khoán cơ sở thì khi các anh chị mở tài khoản giao dịch thì hiện tại đang được miễn phí ở trên tài khoản đuôi 1 đến dự kiến thì sẽ đến hết khoảng tầm năm 2019. Như thế là chúng ta đang có một quãng thời gian rất là dài đó. Và những tài khoản mở mới thì các anh chị sẽ được áp dụng cái mức lãi suất margin 1 tỷ đầu tiên là 9,8% một năm đó, thì những cái đó nó rất là tốt. Và bên mảng phái sinh thì hiện tại là công ty cũng đang miễn phí giao dịch, và công ty cũng đang có những cái gói trending rất là tốt, có những gói đòn bẩy rất là tốt dành cho các anh chị. Thì đấy là những cái giá trị mà Hùng Lê cũng muốn là các anh chị về vừa đồng hành, chúng ta về để chúng ta đầu tư và chúng ta cũng được hưởng những cái chính sách tối ưu nhất của công ty. Và đó là một vài cái ý mà Hùng Lê chia sẻ. Và Hùng Lê sẽ chia sẻ thêm một cái ý nữa, nó cũng nằm ở trong cái cách phân tích của chúng ta. Tức là một số các anh chị của chúng ta đang mường tượng, tức là chúng ta chưa hiểu về cái thế nào là phân tích kỹ thuật. Mọi người đang bị hình tượng hóa, mọi người đang bị hình tượng hóa về một cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính. Thì Hùng sẽ có một cái ý nó nôm na như thế này để nói cho các anh chị hiểu, hình dung hơn về cái cách mà chúng ta hiểu về vấn đề phân tích kỹ thuật để chúng ta có một cái góc nhìn nó đúng. Thì cái cách phân tích kỹ thuật là gì? Tức là chúng ta lấy những cái dữ liệu ở trong quá khứ, để chúng ta làm căn cứ và chúng ta tiên lượng một cái đường đi trong tương lai của một mã cổ phiếu. Đó, thì Hùng Lê lấy một cái hình tượng rất đơn giản, tức là các anh chị đi ở trên đường và các anh chị bắt gặp một cô gái. Thì cứ đến cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ là cô gái sẽ rẽ trái. Lần thứ nhất các anh chị bắt gặp một cái điều như thế, đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Và lần thứ hai, cũng trên cái đoạn đường đó, các anh chị lại bắt gặp cô gái đó. Và đến cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì cô gái lại tiếp tục rẽ trái, đúng không ạ? Và lần thứ ba, chúng ta cũng tương tự như thế. Chúng ta đi trên con đường đó và chúng ta lại bắt gặp một cô gái, và đúng cô gái đấy, và đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ đó thì cô gái lại tiếp tục rẽ trái. Vậy thì chúng ta sẽ lấy những cái dữ liệu ở trong quá khứ của cô gái là cứ đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ là cô ấy rẽ trái, đúng không ạ? Vậy thì đến lần thứ tư chúng ta bắt gặp, đúng không ạ, chúng ta bắt gặp cô gái đấy, thì chúng ta sẽ khẳng định lần này cô đến cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ này thì cô ấy sẽ rẽ trái và chúng ta sẽ đi theo cô gái theo hướng trái đó. Và lần thứ năm, lần thứ sáu hoàn toàn tương tự như thế. Tuy nhiên không may đến một lần thứ bảy, đúng không ạ, chúng ta vẫn bắt gặp một cái tình huống như thế và chúng ta bảo cô này sẽ rẽ trái, nhưng mà rất tiếc đến ngã tư đó thì cô gái lại rẽ phải đó. Vậy thì phân tích kỹ thuật là chúng ta sử dụng những cái dữ liệu ở trong quá khứ để chúng ta tiên lượng về một cái đường đi của mã cổ phiếu. Chính vì vậy nên Hùng vẫn nói với các anh chị là chúng ta tiên lượng có thể đúng hoặc có thể sai đó, chúng ta đúng hoặc sai, và quan trọng là khi chúng ta đúng hoặc khi chúng ta sai thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Và cái điểm ngã tư đèn xanh đèn đỏ đấy chính là những cái điểm hỗ trợ, các anh chị lưu ý, đấy chính là những cái điểm hỗ trợ trong phân tích kỹ thuật, đúng không ạ? Và tất cả các anh chị lưu ý nhé, tất cả những chỉ báo trong chúng ta sử dụng trong phân tích kỹ thuật là nó là các chỉ báo chậm. Thế nào gọi là chỉ báo chậm? Tức là khi giá của cổ phiếu nó phản ánh, tức là cái giá đóng cửa của nến ngày hoặc là nến tuần hoặc nến tháng nó kết thúc rồi, thì lúc đó những cái chỉ báo kỹ thuật nó mới bắt đầu đi lên. Đây, ví dụ các anh chị có thể nhìn thấy đây, Hùng đang mở đây là cổ phiếu 3 con A, đúng không ạ? 3 con A thì các anh chị nhìn thấy không ạ? Đây là ngày 23 tháng 4. Thì cái đường momentum của Bauna đang đi xuống rất là mạnh. Và đến ngày hôm nay thì khi mà cái giá đóng cửa của Bauna nó ngừng rơi thì cái đường momentum nó bắt đầu đứng lại. Và sau đó thì phiên ngày hôm sau thì Bauna có một phiên tăng. Thì các anh chị mới thấy rằng là momentum đã có một cái điểm dịch chuyển từ âm 1,21 và dịch chuyển lên. Đó, và tiếp tục ngày hôm nay thì Bauna tiếp tục tăng thì cái đường này nó mới đi lên đó. Và chúng ta cũng có thể xem
Đối với đường chỉ báo MACD đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy rằng là khi giá đóng cửa kết thúc thì lúc đó những cái chỉ báo MACD nó mới bắt đầu thu gọn lại, và khi đó thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được, à đây đúng không ạ? Đấy, đúng rồi. Và đây một cái đường ở trên nữa, các anh chị nhìn thấy đường đỏ bắt đầu nó có hướng cắt lên. Đó, tức là tất cả những cái chỉ báo về phân tích kỹ thuật gần như là các cái chỉ báo chậm, dẫn đến một cái việc là gì? Chúng ta chỉ dựa vào những cái chỉ báo ở trong quá khứ, những cái dữ liệu trong quá khứ để chúng ta tiên lượng. Các anh chị lưu ý, chúng ta tiên lượng